Bật mí ba con giáp đổi đời, đổi vận 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, kênh Phong thủy được tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, trong cuộc sống, ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh. Con người thường đến một giai đoạn nào đó thì được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi ở phía trước. Xem tử vi 12 con giáp, các nhà tử vi học cho thấy trong năm Tân Sửu 2021 có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ nhận được lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu ba đời không hết. Những con giáp này sẽ được nhận lộc trời ban, làm việc gì cũng thuận lợi và sự như ý, giàu có hơn người vào 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào họ sẽ nhận được may mắn gì trong thời điểm 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch? Mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Ngoài ra, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận được tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mạng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất, tuổi Thìn. Chúc mừng tuổi Thìn là con giáp may mắn trong 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Có thể thấy rằng thời điểm 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch là một khoảng thời gian đầy triển vọng đối với mệnh chủ tuổi Thìn. Nhiều phương diện cuộc sống của tuổi Thìn có bước cải thiện lớn lao và chắc chắn đó là thành quả xứng đáng với công sức mệnh chủ bỏ ra từ trước đến nay. Tử vi cho thấy nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển. Nhờ vậy mà công việc của bản mệnh sẽ có những thành tích đáng mừng. Từ trước đến nay, nếu bản mệnh vẫn luôn ngoan cường, chịu được nhiều khó khăn, vất vả, không than vãn, không bỏ cuộc, thì tháng này bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của những người làm lãnh đạo và được cất nhắc, thăng chức, tăng lương. Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp giỏi cũng giúp ích cho mệnh chủ rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Thậm chí, có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân, chạm tay vào cơ hội hiếm có. Cụ thể các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Thìn phát triển thuận lợi, một phần là nhờ vào tác động tích cực của nguyệt lệnh lâm dưỡng. Nếu như mệnh chủ luôn chăm chỉ, cẩn thận trong mỗi việc mình làm, chắc chắn bản mệnh có thể hoàn thành được rất tốt công việc. Dù đó là những công việc mệnh chủ được tiếp xúc lần đầu, hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn, sẵn sàng chấp nhận thử thách. Đó có thể là thời cơ giúp mệnh chủ vươn lên một vị trí cao hơn trong tương lai. Nếu gặp vấn đề gì không hiểu, gặp phải khó khăn, bản mệnh đừng ngần ngại học hỏi mọi người xung quanh. Chắc chắn, tinh thần cầu tiến sẽ giúp mệnh chủ tạo thiện cảm với mọi người và chẳng ai ngại ngần giúp bản mệnh. Bên cạnh đó, thời điểm 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch còn là thời điểm rất thích hợp để mệnh chủ xây dựng mối quan hệ xã giao. Bản mệnh hãy chú trọng vào việc giao tiếp với mọi người, bởi bản mệnh có thể quen được với quý nhân một cách rất tình cờ. Không những vậy, trong thời gian này, bản mệnh sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người. Có thể nói bản mệnh làm việc gì cũng thấy dễ dàng, thuận lợi hơn, không có ai ngáng trở đường công danh. Đặc biệt là bản mệnh luôn có người vươn tay ra giúp đỡ. May mắn hơn nữa, có thiên đức các tinh nâng đỡ, nhiều người chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức, hiếm có. Đó có thể là thành quả công sức lao động của bản mệnh suốt bấy lâu nay,
mà cũng có thể là một cơ duyên đến với bản mệnh một cách bất ngờ. Khi được giao những vị trí quan trọng hơn, bản mệnh nhớ phát huy hết những điểm mạnh của mình, khẳng định giá trị của bản thân và đừng vội hài lòng với thực tại. Về mặt tài lộc, tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Thìn có những bước tiến chuyển sẽ thấy ngay khi bước sang 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch. Dù là người trong lĩnh vực nào đi chăng nữa, mệnh chủ cũng nhận được thành quả xứng đáng đối với công sức mà mình bỏ ra. Với những người làm công ăn lương, những thành quả mà bản mệnh gặt hái trong công việc là nguyên nhân chính giúp tài vận của bản mệnh tiến triển đi lên. Một nhân viên xuất sắc nhận những phần thưởng mà mình xứng đáng có được. Với những người làm ăn kinh doanh, những mối quan hệ tốt đẹp với đối tác và khách hàng mang lại nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, mở rộng quy mô sản xuất hoặc buôn bán. Chỉ cần bản mệnh nắm bắt thông tin nhanh nhạy, không bỏ lỡ thời cơ một cách đáng tiếc, thì nhiều khả năng bản mệnh sẽ kiếm được một khoản tiền xông xanh, chẳng hề thua kém bất kỳ ai. Không những vậy, còn có thêm một thiên đức cát tinh chiếu mệnh, đôi khi cơ hội tự đến với bản mệnh mà không cần bản mệnh phải bon chen, giành giật một chút nào. Hãy quý trọng thời điểm trời cho này, cho dù đó là cơ hội nhỏ bé. Bởi biết đâu thông qua những cơ hội này, bản mệnh lại có thể nhìn nhận ra được những hướng phát triển mới, mà lại sâu sắc cho chính bạn và gia đình trong tương lai. Chính vì vậy, để mọi việc được phát triển một cách hanh thông, thuận lợi, bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bản mệnh đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó hóa giải những thị phi, mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ xung quanh bản mệnh. Đồng thời, vòng sẽ giúp bản mệnh tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành, đặc biệt là chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Thứ hai là tuổi Dậu. Con giáp tuổi Dậu sẽ được thần may mắn che chở, được hưởng lộc trời ban, vươn lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý trong thời gian này. Thời điểm 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch, những chú gà vẫn được cát tinh nâng đỡ, nên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy với bàn tay sắp xếp khéo léo của bản mệnh. Thành công có được, tuy phải trải qua nhiều gian nan, thử thách, đổ nhiều mồ hôi, công sức, tổn hại trí não, nhưng hoàn toàn xứng đáng. Điều này sẽ khiến bản mệnh tự hào về bản thân. Hơn nữa, thời gian này, bản mệnh còn nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ sao Thái Dương. Các thần này mang tới những suy nghĩ và hành động táo bạo, có thể tạo ra những giá trị sáng tạo, mang lại lợi ích thiết thực. Chỉ cần tuổi Dậu tập trung tinh thần, ắt cho ra ý tưởng tuyệt vời, khẳng định năng lực, tự mở rộng con đường thăng tiến cho bản thân. Bên cạnh đó, thiên diêu xuất hiện còn rất tốt cho các mối quan hệ của mệnh chủ. Nhân duyên tốt đẹp thúc đẩy các mối quan hệ đồng nghiệp, đối tác thêm hài hòa, sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có thể ký kết được những hợp đồng lớn, có lợi cho tập thể. Bản thân mệnh chủ tuổi Dậu trong thời gian này cũng nhận được mức thù lao xứng đáng, cụ thể trên các phương diện như sau. Về phương diện sự nghiệp, vận khí tiếp tục có xu hướng tăng, công việc trong thời điểm này của tuổi Dậu khá suôn sẻ, có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi môi trường làm việc. Nhìn chung, tình hình làm việc của bản mệnh có xu hướng tích cực. Nếu có ý định ấp ủ công việc, bản mệnh nên sớm thực hiện. Bản mệnh có thể nhận được sự hỗ trợ của những người xung quanh. Vận trình sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Dậu có nhiều khởi sắc. Có thể bản mệnh phải khởi động một dự án mới, nhiệm vụ mới. Tuy có chút thách thức, nhưng rất xứng đáng để thử. Và đó cũng là cơ hội để bản mệnh phát huy được năng lực của bản thân. Điều đó sẽ không làm bản mệnh khó chịu, mà thay vào đó là sự hài lòng, vui vẻ. Chính thái độ này mà bản mệnh đã có thể biến khó khăn thành cơ hội, nhờ đó mà mọi việc trở nên suôn sẻ. Về phương diện tài lộc, vào thời điểm 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch, tình hình tài chính của mệnh chủ tuổi Dậu vô cùng ổn định. Mọi thứ đúng như tuổi Dậu mong chờ, nhưng cũng đừng vội đưa ra những quyết định vội vàng, vì thời gian này bản mệnh cũng phải kiên nhẫn chờ đợi. Đối với một số người, việc xử lý nợ nần đã mang lại cảm giác an tâm hơn bao giờ. Dù lúc này tuổi Dậu nóng lòng muốn gia tăng tài sản thu nhập thì vẫn phải cẩn trọng. Và nên học cách đánh giá tình hình cẩn thận và khôn ngoan.
Vì lúc này, mệnh chủ không biết đâu là khoản đầu tư có lợi hay đang tiềm ẩn rủi ro mà bản mệnh không nhận ra. Cho nên trong thời điểm này, Thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Dậu hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng những nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, phân hạn và tăng cường cát khí. Thứ ba, tuổi Tuất. Tuổi Tuất là con giáp may mắn thứ ba được các tinh hộ mệnh vận trình thăng hoa, rực rỡ trong thời điểm này. Trong 15 ngày đầu tháng 4 âm lịch, mệnh chủ có điểm báo rất vượng vận quý nhân, làm công việc lớn nhỏ đều có sự tương trợ, nên mọi việc tiến triển khá suôn sẻ, nhưng chủ yếu vẫn là sự nỗ lực của chính bản mệnh. Thời gian 15 ngày, nhờ sự xông xáo của mình, công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi, làm tới đâu nhìn kết quả tới đó, cơ hội thăng tiến rộng mở. Bản mệnh hãy mạnh dạn đề xuất ý tưởng, cách làm mới, thay đổi tư duy, cách làm việc chắc chắn, bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao với sự đóng góp hăng hái của mình. Bên cạnh đó, bản mệnh còn biết cách thuận theo chiều hướng phát triển mà mình linh hoạt thay đổi, mà không đánh mất bản sắc, vẫn gây được sự chú ý nhất định. Trời không phụ người có công, dám làm, dám nghĩ sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhớ là đừng lúc nào cũng chỉ chọn việc thích để làm. Như vậy chẳng khác nào bản mệnh đang giới hạn bản thân. Hãy thử thách bản thân nhiều hơn để thử xem mình có thể tiến xa tới đâu. Bước qua giới hạn an toàn, bản mệnh có thể đạt được thành quả rất đáng tự hào. Có thể nói, mọi việc khá thuận lợi, không có khó khăn nào đáng khiến con giáp tuổi Tuất lao tâm khổ tứ. Tuy không an nhàn, nhưng nhìn chung chỉ đầu tư công sức là có thể hoàn thành mọi việc. Ngoài ra trong thời gian này, một số mệnh chủ khá hứng thú với những cơ hội mới, nhưng nên tập trung và tìm hiểu và học hỏi hơn là thực hiện một điều gì đó mang tính quyết định. Hãy sử dụng thời gian để bản mệnh có thêm kiến thức một cách vững chãi thì không có gì ngăn trở bản mệnh. Nếu may mắn được ai đó chia sẻ thông tin thì vẫn phải lắng nghe và cân nhắc, không vội làm theo và cũng không nên gạt đi ngay khi chưa hiểu vấn đề. Về phương diện tài chính, tình hình tài chính của mệnh chủ lại thuận lợi hơn bao giờ hết khi mọi thứ đều đã đi theo kế hoạch định sẵn. Nhị hắc bay về hướng Tây Bắc cho thấy bản mệnh đã đi đúng hướng để phát triển phát lộc. Cho nên, mệnh chủ cần tận dụng năng lực kết hợp với cơ hội đang có để phát triển vượt bậc. Tài lộc vượng phát cũng hỗ trợ những ai đang đầu tư hoặc làm ăn kinh doanh lúc này có lợi. Có những khoản đầu tư khá hứa hẹn, chỉ cần bản mệnh có thời gian để tìm hiểu và ra quyết định vào thời điểm phù hợp. Ngoài ra, việc chi tiêu của bản mệnh trong thời gian này khá thoải mái, không còn trong hoàn cảnh muốn mua nhưng không có khả năng chi trả. Tuy nhiên trong thời gian này vẫn nên có một khoản tiết kiệm, đừng hoang phí vào những bữa ăn xa xỉ, đừng cho rằng mình đang có tiền. Bản mệnh nên hạn chế, nên dùng tiền mặt, đó chính là lý do khiến bản mệnh mua sắm nhiều những món đồ ngoài kế hoạch. Đặc biệt, để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển, mệnh chủ tuổi Tuất cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, bát bảo, tâm kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phần hạn luôn rình rập xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn, chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ có một tấm bùa hộ thân, bảo vệ, tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh. Chứ đừng bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.